chiếc nursery này nha cả nhà. Đây. Đây, hôm nay mình tới cái farm này của người Việt nha. Cái này trồng nè, nhiều lắm. Nhãn. Tiên nè. Hello nè. Cái này là cái mini farm của người Việt nha. Đây, lan mai, lan mai. Mình đi coi lan nha cả nhà. Đó. Mấy cái này là đem đi show hay là gì vậy em gái? Mấy cái chậu này đem đi show hay là gì? À, bán đó. Whoopsie. Lan mai dễ thương quá ha. Đó, thích chậu nào bưng chậu đó đi. Đây, lan, nguyên vườn lan của người Việt mình nè nha cả nhà. Đây nha cả nhà. Đó, đó, nhiều lắm. Để mình sẽ đi hết một vòng. Khách đi. Nó hết bông, ok, nó dễ. Nhưng mà tới khi mà có bông thì không được cứu em cho nó. Trời ơi, kêu tiên quá nè nha cả nhà ơi. À, em này nè nha. Đó, trời ơi, champions nè nha. Đó. Em thi với ông xã em là tên gì quên rồi. Nam. Nam em thi. Anh đại ca Hào Nam. Hào Nam. À, King's Orchid. Nam Trương nè. Đó, có tên đàng hoàng chứ bộ. Đó. Ôi. Chưa có chỗ để luôn. Quá nhiều. Đó, quá trời em này, nó được giải thưởng nhiều lắm đó nha cả nhà. Đây. Nè, mấy cái này là mấy cái stock của làng nè. Cái hồng hả? Cái dòng Charo ở phía sau nó có cái thác nó chích Charo á chị. Là hồng Nhật á. Mình đi tới vườn lan. Đây, lan hết nha, lan không nha. Đó. Chị Tiên dám hử luôn. Đây. Ở đây là toàn là lan thơm không đó. Đi, vô đây đi. Cái này đi. Ôi cha, lần đầu tiên tới đây. Đây, mình thích cái này nữa nè. Ui ui, cái cây này nhiều vậy. Cái... Ủa. Cho em vô, chị Lộc. Đó. Trời ơi. À, cái này cricket phải không em? Cymbidium cricket nè. Quá rồi, này nè, nè, Cymbidium cricket nha. Quá đẹp luôn. À, cái này mấy cái giá mình để trên này là nó đó hả em? Ôi ôi, cái cây cricket này quá đẹp nha. Lan này, Ken, Ken vàng. Ừ. Ô, cây này đẹp quá nha cả nhà. Ồ, species này của Úc á hả? Ờ, rồi là khỏi có lặp lại được luôn đó. Ồ, đẹp quá hả? Wow. Kêu tiếng Việt là gì ta? Lan này là lan gì ta? Đẹp quá. Cái lan này là em mình dùng cái special mix không? Dạ, nó có sẵn luôn một bao á chị, 50 à. Dạ, tụi em cũng có bán luôn. Còn rồi cái em để perlite vô thêm. Chị thích pha perlite với là than á thì chị cứ bỏ vô. À, cho dạ. Nó giống như nó có nutrition ha. Dạ. À, bạn của chị á, nó ở nhà chơi cái này nè, ấy xong nó cắt chuỗi hết trơn luôn lá. Không được. Ờ. Khi nào nó bị bên mình phải cắt thôi. À. Thường nó cũng phải có ánh nắng từ lá lên nó mới cho cái cây đó chị. À, chứ đừng có cắt chuỗi hết. Cái cây nào mà nó bị nó cháy á, nó bị cháy rồi mình mới cắt thôi. Đó, giống như gì là cái em nó bị bên đó thì mình chỉ cắt thôi. À. Cắt để cho nhìn nó healthy thôi chứ. Vài bữa nó cũng bên tiếp thôi. Dạ. Đúng rồi, hôm nó sẽ bên những cái già nó mới bên, còn cái con lên nó không có bên. Nó đó, bên từ mình... bắt đầu nó rụng luôn. Cô chủ cho tip đó nha. Rồi hai cái người kia là lạc lối vô trong cái thiên đường lan rồi. Quá trời đẹp luôn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vô đây mình.
Ui ui, cái này cũng là spicy nữa nha nhà. Đẹp quá. Tên gì đây? Vô đây rất là humid nha cả nhà. Đẹp không? Bây giờ mình ở dưới nè, còn lên trên là mấy cái này không nè. Đẹp quá. Wow, cái này đẹp quá. Cái màu tím này cũng đẹp nữa nè. Tím này nha cả nhà. Cái này 195 tại King Nursery nha cả nhà. Mình đang phim mình ở King Nursery nè. Quá đẹp luôn nè. Ôi ôi. Đó, lan quá trời nhiều lan luôn. Nguyên cái vườn lan này rất là lớn của người Việt nha cả nhà. Đó, cái này, cây này nữa nè. Cây này nó lên coi nè. Wow, mình cầm nó lên nó rất là nhẹ nha cả nhà. Đây, cái màu này rất là đẹp. Đây, người này nữa nè. Treo nữa nè nha. Trời ơi, quá đẹp luôn. Ủa, cái cây này bao nhiêu vậy em? Cây đó 60 vậy. 60, nhìn đẹp quá hả? Quá đẹp luôn. Cái này phải có nó humid như vậy nè. Cái thời tiết nó ẩm ẩm mà nó nóng hơn. Nó mình mới ấy được. Ôi, ôi lan mai đẹp quá. Cao lắm là bị một ngày hắt xì cái là thôi. Quá đẹp rồi nè. Lan mai nè. Quá đẹp ha. Đẹp ha. Ở đây là King Nursery nha cả nhà. Giới thiệu. Đúng rồi, ở tại San Albans thôi. Cái King Nursery này rất là lớn nha cả nhà. Năm nào thường là cũng là championship của Victoria Australia hết nha. Thắng nhiều giải lắm nè em gái nè. King Nursery. Quá nhiều luôn. Ai mà đi trồng những cái lan quý hiếm thì ở đây là có hết. Đây, trời ơi. Ủa, cái cricket này là nó là cái loại gì vậy em? Mà nó màu đỏ này nè. Cymbidium. À, thơm quá ha. Nó thơm, sweet. Very sweet. Ôi ôi. Ủa, cái chậu nhỏ này là giống nó bị khô rồi mà mình có cái này nè. Đó, cái bông nào bông nấy nó nhìn mình hết à. Rất đẹp nè. Coi nè, cái nó standing up hết luôn này nè. Rất là đẹp. À, cái này stock number của nó nữa nè. Thấy không? Rất là đẹp nha cả nhà. Rồi đây nữa nè. Cái lan khen nữa nè. Trời ơi, cái này quá đẹp luôn nè. Wow. Thấy không? Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Em đẹp, mấy em này đẹp quá. Thơm, thơm ngào ngạt luôn nha cả nhà. Vô đây á, nó thơm quá trời thơm luôn. Wow, quá đẹp luôn rồi nè. Quá đẹp nha cả nhà. Đó, không biết tên này mà nó nguyên một chùm cái nè. Wow ơi, đẹp quá ha. Đẹp quá nha. Đó, rất là nhiều này nha cả nhà. Đây nữa nè. Đẹp ơi là đẹp mà bông coi nè. Cái nào cái nấy nó ra tốt ơi là tốt luôn nha cả nhà. Quá wow, luôn đây nè, đây nữa nè. Ôi coi cái chậu này nè. Wow.
quá trời. Coi nó nè, nhìn nó đẹp không? Ô, một màu một luôn rồi nghe cả nhà. Wow, nó thơm quá, thơm ngào ngạt. Nó very sweet, lovely and sweet. Quá luôn đây. Còn cái này nè, đẹp không? Cái lan này lá cứng lắm nè, lan mới nè. Đây. Wow. Đây nữa nè. Cái này nó rủ xuống đẹp quá đẹp à. Wow, trời luôn. Ôi ôi, cái chậu này nè nha cả nhà. Coi nè. Wow, đẹp à. Ôi ôi. Coi nè. Nhiều vậy, nhiều lắm nha cả nhà. Của người Việt mình đó. Em nè, em trồng quá trời nhiều luôn. Đó, 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 nhiều lắm nha. Còn hơn là mình đi vô một cái vườn lan ở Thái Lan nữa nha. Còn hơn là cái vườn lan ở Thái Lan nữa ha chị ha. Ừ, cái trái này là giống, hột giống của nó trong này à. Ừ, cái trái giống á. Khi nó có cái trái lắm. Phải để cho cái bông nó già thì để nữa, nó, nó phải pollen được á. Đúng rồi, cái này nó bung ra là hư liền á. Phải collect trước khi nó ấy. Cái này là cái giống đó nè nha cả nhà. Cái đó là nó thành trái rồi đó. Rồi đây nữa nè. Trời ơi, lan mai nè nha. Đó, đầy luôn. Quá nhiều nè. Đây cái vườn này là bán đủ thứ hết. Trái táo tàu nè nha. Cái này chu bì nữa nè. Có nè, nho nè, cam, chanh, hồng giòn. Hồng giòn quá trời trái luôn nữa nè nha. Đây rồi trái tắc nữa nè nha. Kumquat. Đây táo tàu, cây lớn cây nhỏ gì cũng có nha. Cái này là lợi đây là mình lựa là nguyên một cái thiên đường trái cây luôn đó nha cả nhà. Quá trời. Đây cái này cái stock room của em nó nữa nè. No entry nè. Nhưng mà mình sẽ nhìn nè. Wow trời, nhiều lắm nha cả nhà. Đó, vô đây nó rất là bị giống như nó ẩm mất á. Âm nhiều lắm ở trong này. Trong cái stock room này nhiều quá ha. Yeah. Phòng nóng. Stock room. Yeah. Nhiều mai lắm, nhiều lan lắm. Lựa được cái nào à em? Lựa được cái gì rồi? Lựa được cái nào rồi? Trái lớn hay trái nhỏ? Oh, wow, yeah. Có cái loại mà giòn mà nó cái gì á? Cái loại mà táo mà nó cái cây giòn á phải không? Cái cây này là cây giòn nhất á phải không? Không, nó cái loại tròn mà nó giòn, ngọt, nó giòn, nó ly. À, quá trời nhiều. Đây nữa nè. Đầy hết luôn. Quá nhiều thấy không? Có cái chị em chủ nè. Nó không có giữ được, nó không có giữ được, nó không có giữ được. Cây này 400 mấy. Nhiều. Em chỗ đó bỏ. Đá cần chỗ dữ lắm. 400 mấy luôn. Cây táo hồ lô hả? Là nó cũng mới phải không? Ừ. Là bao nhiêu vậy em? Nhiều tiền, biết nhiêu thi. Ừ. Cái hồ lô với cây 866 thế nào? Ngon. Hello em. Ủa chị xem vậy mấy cây hồng, mấy cây này cũ của chị tiên còn sẵn không? Nó lên cũng nhanh lắm á tiên ơi. Jujube sugar cane. Nhiều quá ha cả nhà.
cái này nhiều lắm nha. Rồi mấy lan ở đây của mấy em này nó đầy đầy hết luôn. Hồng mềm, hồng giòn, xoài đầy luôn nè nha cả nhà. Xoài mận nè. Có vú sữa nữa nè. Có cái vú sữa nữa nè. Lá dứa nè. Mận. Quá trời lan luôn. Nhiều quá ha Nguyệt ha. Ủa mình pha phân đó là cho lan á ha em. Dạ, là ăn cây ăn trái là 2 muỗng cà phê 10 lít nước là cái phân mà em nó bán ở đây đó phải không? À, phân màu hồng không màu, màu xanh lại chị nói chỉ thay phiên màu hồng màu xanh màu hồng màu xanh là every week. Every week là mình tưới nó lan luôn, cây ăn trái và lan cũng tưới giống nhau. Không, em đang hỏi cây ăn trái. Cây ăn trái nó mới có trái nè, cây hồng. Quá gì nóng quá hả Nguyệt hả? Ý mình là cái shade này nóng lắm á, si che cái shade này nè nha cả nhà. Nhưng mà nó rất là hầm nên mấy cái cây nhiệt đới này nó mới bắt nó sống được, chứ không mấy là nó lạnh quá nó bị chết á. Đây, cái này là cái special room nè, quá nhiều luôn nè, thấy không? Đó, special room của em đó nè, quạt là lúc nào cũng cho nó cũng như cái độ ẩm đó. Nóng ẩm với có gió nó mới màu lớn nha cả nhà. Đó, quá lớn luôn nè, thấy không? Đây là ăn treo nè, treo đầy lên luôn nè. Ôi ôi, mấy cái stock này nhiều nha, các lan là đầy luôn nè. Wow, quá nhiều nha. Đó, mình đứng ngoài mình nhìn thôi, cái này là không có cho vô. Phải special requirement. Là cái này là cái phân hồng với phân xanh. Còn mà những cái dòng bịch nửa ký. Dạ. Đó. Cho trồng lan này nha cả nhà. Mình phải mua thuốc mình xử. Con sâu bùa nó dễ, mấy cái lá bùa mà nó quấn lại á. Có con sâu bùa nữa ta. Đó, có sâu bùa. Ngộ vậy ta. Còn cái này là xanh bên thôi, không có sao hết. Cứ mỗi lần những gì chị thấy không đẹp. Cái này là mình nên cắt bỏ, mình nên. Cái này là em nói là 1 muỗng 2 muỗng cà phê 2 nước. 2 muỗng cà phê 10 lít nước. Đúng rồi. Là mình tưới mỗi tuần cho cây ăn trái rồi cho lan luôn. Nếu mà em không muốn vậy, em muốn rắc lên chậu rồi em xịt luôn thì nó cũng là tên đẹp. Hồng lan, hồng lan. Quá đẹp. Chứ mà nó mới đẹp, đẹp lắm. Lúc trước em mua nhưng mà em quên là cái nào cho cái nào. Không có sao hết trơn, chị giờ chị bắt đầu cái nào cũng được. Nhưng mà nó là cái gì cũng là trái gì. Cái này quá đẹp luôn. Là cho cái rễ nè. Chị ghi vô xuống mà em đi hỏi nó về thì em quên. Cứ xài một bộ. Dạ dạ. Chị không cần biết cho em, chị cứ xài một bộ. Dạ, dạ, dạ. Phải xài từng này là màu xanh, từng sao màu hồng, từng xanh hồng, xanh hồng. Thank you for watching our video. We will see you again on our next video. Thank you. Bye.